Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì trong các vấn đề chia sẻ hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái thẻ Medicard đó. Như các bạn cũng thấy đây, trước mắt các bạn đây là cái thẻ Medicard. Nhiều bạn working holiday khi sang Úc làm việc thì chủ sẽ hỏi về cái thẻ này. Và các bạn đã cũng inbox cho mình rất là nhiều, hỏi là cái thẻ này là thẻ gì và làm ở đâu và quá trình làm như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì đây là mặt trước của cái thẻ ha. Đó, nó cũng không có cái gì đặc sắc lắm. Thì nó ghi là cái công việc của mình là thu hoạch này. Đó, Worker Entitlement Card đó. Cái này đây là cái logo của mình đi nó logo của Medicard. Rồi mấy job attentive này, mấy cái logo thêm rồi cái thẻ kiểu giống thẻ chống hàng giả. Rồi đây là mặt sau đó, thì tí mình sẽ review chi tiết hơn về cái mặt sau này cho các bạn nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vào một cái số thông tin về cái thẻ này. Thì cái thẻ này á, thì tại sao lại bạn lại cần thẻ này đó? Thì thứ nhất á, khi mà các bạn sang Úc làm việc, các công việc liên quan đến nông nghiệp như chẳng hạn đi thu hoạch, đi làm ngồi đồng, ngồi trang trại mỡ đồ á, và làm ở trong các nhà kính, thì người ta đòi các bạn cái thẻ này thì người ta mới nhận các bạn vào làm việc đó. Nhớ nha các bạn, phải có cái thẻ nào thì các bạn mới làm được. Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ làm cái thẻ này ở đâu, thì mình trong cái phần mô tả video mình sẽ để cái trang web của cái bộ phận Medicard này đó. Các bạn có thể click vào cái trang web đó để các bạn có thể vào trong web để coi thử đó, là cái văn phòng của cái Medic Office này nó nằm ở gần bạn nhất là ở chỗ nào. Các bạn có thể coi nha, nó có văn phòng ở trên toàn quốc của Úc đó, thì các bạn coi vào, sau đó là các bạn có thể biết được. Ok, rồi bây giờ mình tiếp theo nữa là làm cái thẻ này có tốn phí hay không. Thì mình khẳng định hoàn toàn 100% cái thẻ này là các bạn làm miễn phí, free 100%. Nhớ nha các bạn, miễn phí, không mắc, không tốn bất cứ một đồng tiền nào đó. Đó, các bạn được làm miễn phí vì đây là một cái tổ chức phi lợi nhuận đó, để hỗ trợ người lao động. Tiếp đây nữa là các bạn mắc bao lâu để các bạn có được cái thẻ này. Thì từ lúc các bạn đến văn phòng của cái Office Medicard này đến lúc các bạn nhận được cái thẻ này thì trong vòng 1 tiếng rưỡi là các bạn sẽ có được một cái thẻ này ha. Và khi đi thì các bạn nên mang theo cái gì đó, thì các bạn nên mang theo là hộ chiếu của các bạn và giấy bút kèm theo. Nếu giấy bút thì mình khuyến khích thế thôi chứ cũng không cần lắm. Ok không? Tiếp đến nữa là khi nào thì các bạn là tức là các bạn sẽ đến vào cái văn phòng của America này khi nào, thì các bạn phải gọi số điện thoại ở trên trang web á, các bạn hỏi thử là khi nào nó sẽ có cái buổi mở ra cái buổi để mà cho các bạn học và phát hành cái thẻ này để các bạn có thể sắp xếp thời gian đến, cũng như là các bạn hỏi giờ giấc mở cửa như thế nào vân vân vân. Thì các bạn phải gọi là các bạn phải coi lịch người ta trước để các bạn book lịch rồi các bạn mới đến nha, chứ không phải thích đến lúc nào là đến đó. Rồi thì khi các bạn đến đó thì các bạn làm gì để có được cái card này đó? Thì đầu tiên các bạn đến rồi các bạn đăng ký ghi danh này kia, sau đó người ta sẽ cho coi video rồi người ta dạy cơ bản về cái vấn đề chẳng hạn như thu hoạch trái rồi an toàn lao động bao nhóm như thế nào bla 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 đó, học trong vòng nửa tiếng gì đó. Sau đó người ta sẽ đưa cho bạn một tờ giấy A4 có mặt trước và mặt sau đó, một tờ như thế, thì các bạn làm trắc nghiệm đó, phân chọn ABC 1, 2, 3 gì đó, các bạn nộp lại cho người ta coi đạt thì người ta sẽ làm cho bạn một cái thẻ này đây, nó gọi là cái thẻ Medicard. Rồi tiếp đến nữa, tại vì mình có ghi lại nên mình coi để mình nói cho các bạn. À thì ví dụ như phía sau này đây, nó có một cái hình của bạn luôn, thì các bạn sẽ hỏi là thế hình này mình phải mang theo hay là như thế nào, mình chụp ở Úc được không, rồi mình mang hình ở Việt Nam qua được không. Thì mình nói luôn cái hình này các bạn tới cái trung tâm Medic gần các bạn nhất thì người ta sẽ tự chụp luôn cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Các bạn tới đó người ta chụp luôn rồi người ta làm thẻ miễn phí hoàn toàn nha, không có lo vấn đề phải mang theo ảnh này kia. Rồi tiếp đến nữa
yên tâm. Như thế là xong rồi đó, là thẻ Medicard là có bao nhiêu cái thông tin đó thôi. Cái này rất là đơn giản nhưng mà rất cần thiết để các bạn để đi làm farm ở bên Úc ha. Đó thì bây giờ mình sẽ review chi tiết về cái mặt sau này của cái thẻ cho các bạn coi. Ok, thì trước mắt các bạn đây là cái thẻ Medicard nha. Đó, thì đây là mặt sau của nó. Thì bây giờ là nó có đó cái mã QR này để quét khi các bạn các công ty nó cần thì nó quét rồi. Tiếp đến đó, là cái chữ W V1 tức là Working Holiday năm nhất. Đó. Tiếp đến là họ tên của các bạn. Các bạn lưu ý là phải ghi cho đúng họ tên để người ta làm cho đúng họ tên nha, tại vì trường hợp bạn này á, bạn này sai tên thì phải làm lại cái thẻ thứ hai. Rồi, tiếp đến đó, là expired thì ngày hạn đó là 9 tháng 11 2020, còn ngày bắt đầu là 23 tháng 12 2019 nha. Đó thì đó là cảnh người ta chụp cho các bạn, thì bạn nào không muốn thay mặt thì mình che lại. Đó thì chỗ này nó có cái logo của Medical, đó logo của cái tổ chức. Rồi tiếp đến ở dưới này thì cái này là bạn này là làm cái công việc đầu tiên, là cái gì đó mình cũng không biết nữa. Đó cái thời gian từ 18 tháng 1 cho tới 21 tháng 11 2019 là công việc đầu tiên của bạn này ở dưới đây, cái viết tắt là mình biết. Còn ở trên nó là cái này là mình biết là chữ PC set 19 tức là parking set, là bạn này làm trong parking trong nhà đóng gói á, là làm việc là bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 2019. Thì khi bạn làm việc và các bạn đăng ký thẻ này thì người ta sẽ lưu thông tin của các bạn làm ở đâu, việc gì trong cái hệ thống của Meredith nha các bạn. Ok, thì đó là mặt sau. Bây giờ mình qua mặt trước nha. Đó, mặt trước nó cũng đó, mình nói lại rồi đó. Bên này có logo, bên này có cũng là logo của các tổ chức để các bạn có thể tìm việc này, job active, active rồi. Đó, tên công việc rồi như thế này, rồi cái thả cái tay này là ở dưới này giống như kiểu mà như lúc đó mình nói là tem chống hàng giả, cái dạng dạng vậy. Ok, thì vừa rồi là mình cũng đã giới thiệu sơ về cái thẻ Medicard này cho các bạn review cũng như cái quá trình để có được cái thẻ này. Thì trong quá trình coi video, bạn nào có câu hỏi gì các bạn có thể comment ở bên dưới video hoặc là inbox qua Facebook cho mình nếu cần thiết. Đó thì mình sẽ trả lời và hỗ trợ các bạn nhanh nhất. Và mình làm video này với tinh thần là chia sẻ để các bạn có thể có một cái kinh nghiệm tốt nhất, sự chuẩn bị tốt nhất trước khi qua Úc. Nên là nếu các bạn thấy hay thì hy vọng các bạn đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để nhiều bạn cùng biết ha. Ok, bye bye các bạn.